Có chắc chắn đây là lễ khai mạc Euro không? Ơ, không còn phần sau à? Khai mạc gì mà ngắn thế? Đức làm khai mạc Euro mà cứ như thể là ở đâu tận Brazil. Nhạc nhẽo gì mà chán thế này? Đó là những gì chúng tôi đã nghe được từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng khoan đã, đây không thực sự là một lễ khai mạc lấp lánh theo đúng chuẩn của truyền thống. Và vì vậy nên sự đầu tư vào nó có lẽ cũng là không tương xứng. Thế nhưng, trái với buổi lễ khai mạc có phần hơi nhạt nhẽo và khá trầm, thì không khí trên các khán đài là cực kỳ sôi động. Theo ước tính, đã có đến 200.000 cổ động viên Scotland lặn lội từ xa đến Đức để cổ vũ cho đội nhà. Ở dưới sân, những diễn biến trong trận đấu đầu tiên tại Euro cũng đã xảy ra theo một hướng như thế. Tất cả đã biến trận khai mạc thành một lễ hội thực sự. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra? Thời điểm clip này lên sóng, có lẽ các bạn đã biết được tỷ số của trận đấu này, 5-1 dành cho người Đức. Nếu ai đó sáng ngủ dậy, đọc một vài tờ báo chạy dòng giật tít rằng Scotland thua đến 5-1 mà vội cười cợt họ, thì đây có lẽ là một nhận định sai lầm, bởi lẽ họ vẫn là một đội bóng đủ mạnh đấy. Người Đức có vẻ như đã chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này. Họ không chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần mà còn ở mặt chuyên môn. Kế hoạch của người Đức đề ra đã hiệu quả. Họ muốn đánh phủ đầu trong vòng 20 phút đầu tiên, để chắc rằng Scotland không lui về thủ xe buýt 2 tầng trước mặt thủ thành Angus Gunn, trước một Scotland đang choáng váng bởi cường độ pressing kinh khủng của đội tuyển Đức. Diamond Shaft đã ghi tổng cộng 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 20 phút đầu tiên nhờ công của bộ đôi tài năng trẻ Chris và Musiala. Từ đây, thế trận hoàn toàn bị xáo trộn, Scotland không thực sự tan ra như cái cách nhiều người nghĩ. Trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 1, Scotland đã bắt đầu dần dần lấy lại thế trận. Tuyến giữa của đội bóng từ Vương quốc Anh thực sự đã thắng thế trong một vài pha tranh chấp giữa sân. Thế nhưng người Đức rất biết cách tăng tốc bất cứ khi nào họ muốn, khi mà họ đang sở hữu chiếc máy đếm nhịp mang tên Toni Kroos. Bàn thắng thứ 3 đến chỉ là lẽ dĩ nhiên mà thôi, một pha tăng tốc chóng mặt vào vị trí trung tâm hàng thủ. Gundogan đã khiến cầu thủ bên phía Scotland vô thức nhận thẻ đỏ. Đó nhìn chung vẫn chưa phải là tất cả các điểm mà người ta muốn rút ra từ bài này. Đầu tiên là bộ ba Kroos, Robert Andrić và Gundogan. Ôi, sao mà nó lại mượt đến như vậy được? Cách mà Toni Kroos và Andrić thi đấu chẳng khác mấy so với chính anh và Camavinga hồi còn chơi cho Real. Kroos lùi xuống chuyền bóng kéo giãn lớp pressing của đối phương, còn Andrić thì chơi tự do hơn. Chính những pha bóng nhấp nhả của Kroos đã tạo ra những cái khe đáng giá để anh chuyền bóng xuyên tuyến. Người chuyền phải hay nhưng người nhận cũng phải cực kỳ khéo léo. Gundogan chính là người kết nối hai tuyến lại với nhau. Chúng ta có thể thấy cực kỳ rõ vai trò của Gundogan trong bàn thắng thứ hai. Đáng chú ý nhất có lẽ thuộc về bộ ba trên hàng công của Đức. Nhưng quan trọng nhất, Kai, Musiala, Wiss trong lần đầu tiên xuất phát cùng nhau ở một giải đấu lớn không hề khớp gì cả. Đã có những lo ngại, đặc biệt là với những đội bóng được đánh giá không dễ chơi như Scotland, rằng Wiss và Musiala có thể không tận dụng tốt được chiều rộng sân để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương. Bởi họ đều là hai cầu thủ ưa thích dạt vào trong và chơi như một vai trò của số 10. Điều đó dẫn đến việc bộ đôi tài năng trẻ này có thể hoạt động trong cùng một khu vực trên sân, gây cản trở và dẫm chân nhau. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy bộ đôi trên đã phát huy tốt khả năng của mình trong những tình huống đó. Chris từng lên báo phát biểu rằng bản thân anh biết Musiala là tài năng lớn và muốn chơi cùng anh chứ chẳng phải là tranh giành vị trí gì. Đáp lại, Musiala cũng chia sẻ là mình rất vui khi chơi bóng cùng một người xuất sắc như Chris chứ chẳng thấy vấn đề gì hết. Nhìn cái cách mà hai cậu bé này chơi bóng với nhau, chúng ta thấy được phần nào hình bóng của Vinicius và Rodrigo, bởi lẽ có một số thời điểm mà cả Musiala lẫn Chris đều tập trung vào một cánh để khiến cho đối thủ rối bời. Một số huấn luyện viên sẽ rất ghét điều đó bởi các cầu thủ không giữ được vị trí của mình trên sân. Nhưng Nagelsmann hoàn toàn không có ý kiến. Với ví dụ này có thể nói rằng khẩu pháo hai nòng Chris Musiala kể trên càng có nhiều tự do, Đức sẽ càng nguy hiểm. Đó là cách mà cả hai đã hoạt động trong hệ thống của đội tuyển Đức trong trận đấu này. Có xét đến những màn trình diễn cá nhân, nếu Florian Wirtz là ảo thuật gia thì Musiala xứng đáng là phù thủy với quả bóng trong chân. Ở tuổi 21 và 42 ngày, Florian Wirtz đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho những cỗ xe tăng Đức tại giải vô địch châu Âu. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn mở màn của một giải đấu Euro trong lịch sử. Thế nhưng Musiala cũng chẳng vừa, anh thậm chí còn vượt mặt Wirtz với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền vệ của Bayern Munich đã có đến 9 pha tranh chấp thành công, 6 pha chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, 5 pha qua người thành công. Tất cả những chỉ số đó, Musiala đều đứng hàng đầu. Thậm chí với 32 pha chuyền bóng thành công, anh đã chạm ngưỡng 97% đường chuyền thành công
một con số rất đáng nhớ, mơ ước đối với những tiền vệ công như Musiala. Sự đáng sợ của tuyển Đức không chỉ nằm ở miếng chạy bài của bộ ba Kai, Gris, Musiala. Nếu cần thiết, nếu đối thủ dựng một khối xe buýt lên, thì Füllkrug hoàn toàn thoải mái trong việc làm trung phong cắm, đón những tình huống đánh đầu. Nhìn chung, hàng công của Đức chính là một họng súng nhiều nòng, không thiếu đạn. Có hay chăng thì điểm yếu nằm ở việc những cá nhân này không có người dự bị xứng tầm để xoay bài mà thôi. Chiến thắng tương bừng này còn ghi nhận công rất lớn của huấn luyện viên Julian Nagelsmann bởi ông chỉ có chưa đầy một năm để cầm quân đội tuyển, nhưng thật sự đã giúp Đức lột xác một cách ngoạn mục. Từ việc bị đánh giá thấp, Nagelsmann đã dẫn dắt những cỗ xe tăng giành hai chiến thắng quan trọng trước Pháp và Hà Lan trong loạt trận giao hữu tháng 3 vừa qua. Kể từ thời điểm đó, Đức chính thức trở lại là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro chỉ sau Anh và Pháp. Không chỉ vậy, chiến thắng 5-1 còn ghi nhận những sự thay đổi tài tình của vị chiến lược gia 36 tuổi khi cả hai bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai đều là những pha lập công của các cầu thủ từ băng ghế dự bị. Thế nhưng, đội tuyển Đức không chỉ mãi có những ngày vui. Thời điểm mà Sané đi vào sân, người ta mới chợt nhận ra rằng hóa ra người Đức còn có cả Leroy Sané. Không ai muốn xem Leroy Sané thi đấu nữa. Một phong cách lắt nhắt và thiếu linh hoạt trái ngược hẳn nếu so sánh với phong cách giàu năng lượng của những cái tên còn lại. Từ đây, vấn đề của người Đức được bộc lộ ra là họ đã ngửa bài lên từ quá sớm. Công thức 2 số 10, một tiền đạo cắm di chuyển rộng, đảo vị trí, gần như đã bị nhiều huấn luyện viên lên kế hoạch đối phó từ khoảng giai đoạn giao hữu trước đó khá lâu. Chiến thắng này sẽ giúp cho người Đức lên sĩ khí rất cao, thứ mà họ đã thiếu trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. Thế nhưng, nếu xét về một quãng đường dài thì chưa chắc câu chuyện này đã có lợi. Các ứng cử viên còn lại sẽ quan sát rất kỹ để mang đến phương án đối phó. Xong, đó là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì thắng là vui cái đã. Chả phải Đức cũng lâu rồi mới lại thắng trong một giải đấu quốc tế hay sao? Về phần Scotland, không có gì phải buồn cả. Họ vẫn là đội bóng có tính tổ chức tốt với nhiều cá nhân chơi bóng tại Anh. Trước mặt họ là trận đấu gặp Hungary và Thụy Sĩ. Chỉ cần chơi tốt trong hai trận đấu này, cánh cửa cho Scotland chắc chắn không khép lại. Và đó chính là những điểm nhấn thú vị từ trận đấu trên. Các bạn có chứng kiến được điều gì nữa không? Hãy kể cho chúng tôi nhé!